Kính thưa quý vị và các bạn, trong một bài báo mới ra của tờ Business Times của Singapore, ngày 30 tháng 10 có đăng một bài xã luận có tựa đề Phục hồi theo hình chữ V, Việt Nam và Singapore mạnh mẽ so với phần còn lại của ASEAN. Đánh giá về khả năng phục hồi kinh tế sau đại dịch ở các nước ASEAN, trong đó có Việt Nam. Ngay sau đây, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn nội dung bài báo. Trước khi đến với nội dung bài báo, quý vị đừng quên nhấn nút đăng ký kênh để cập nhật những thông tin mới nhất từ chúng tôi. Trong khu vực ASEAN, nhiều quốc gia đang chứng kiến sự phục hồi theo hình chữ V với tốc độ nhanh hơn mong đợi. Trong đó, Singapore và Việt Nam đang ở vị thế sẵn sàng hơn so với các phần còn lại của khu vực. Một báo cáo của nhà kinh tế học tại ngân hàng Maybank Kim Minh cho biết, các khoản trợ cấp hào phóng của chính phủ, lãi suất thấp kỷ lục, tỷ lệ tiết kiệm hộ gia đình cao và các chính sách làm việc tại nhà có thể thúc đẩy sự phục hồi theo hình chữ V ở hai quốc gia này. Các nhà kinh tế của Maybank viết trong báo cáo, trong trường hợp của Singapore, sản xuất và xuất khẩu chất bán dẫn đã có sự phục hồi mạnh mẽ, trong khi sản lượng container cũng tăng trở lại ở mức trước đại dịch. Đồng thời, các giao dịch bất động sản trên thị trường nhà ở tư nhân và nhà nước đã tăng vọt lên 40% so với mức trước đại dịch, được thúc đẩy bởi tỷ lệ thế chấp thấp kỷ lục và thanh khoản dồi dào. Doanh số bán hàng cũng phục hồi mạnh trong tháng 7. Trong khi đó, Việt Nam là nền kinh tế ASEAN 6 duy nhất thoát khỏi suy thoái. Các nhà kinh tế cho biết, xuất khẩu và doanh số bán lẻ đã trở lại bình thường sau một thời gian ngắn suy giảm, trong khi sự phục hồi theo hình chữ V trong vận tải hàng hóa xác nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ trong hoạt động kinh doanh và vận tải trong nhà nước. Chỉ số nhà quản lý mua hàng sản xuất của nước này đã tăng nhiều hơn, nhanh chóng và mạnh mẽ hơn so với phần còn lại của ASEAN. Malaysia đã chứng kiến sự phục hồi trong xuất khẩu và sản xuất chất bán dẫn, tương tự như Singapore, trong khi doanh số bán xe có động cơ mới, thường là một chỉ số chính về chi tiêu của người tiêu dùng, đã cho thấy sự phục hồi ấn tượng hình chữ V và hiện đã phục hồi về mức trước đại dịch, báo cáo cho biết. Ở Thái Lan, các nhà kinh tế cho biết sự phục hồi đáng chú ý nhất trong doanh số bán bia, đồ gia dụng và xuất khẩu thực phẩm, trong khi doanh số bán ô tô và xe máy và chi tiêu bằng thẻ tín dụng có tăng nhẹ. Tuy nhiên, Thái Lan dự kiến sẽ phải hứng chịu suy thoái kinh tế nghiêm trọng nhất ASEAN, với nền kinh tế suy thoái 7,2% vào năm 2020 và làn sóng phản đối của sinh viên hiện nay đang tiếp tục gây nguy hiểm cho sự phục hồi. Đối với Philippines và Indonesia, các nhà kinh tế của Maybank cho biết cần phải làm nhiều hơn để có thể phục hồi. Nền kinh tế Indonesia tiếp tục bị suy giảm bởi tỷ lệ nhiễm bệnh cao, mặc dù dầu cọ, xuất khẩu nông sản và tiêu thụ xi măng trong nước đang phục hồi tốt. Theo báo cáo, tại Philippines, các tín hiệu phục hồi diễn ra rất chậm vì những đợt đóng cửa của nước này diễn ra lâu nhất ở châu Á. Nhu cầu điện năng đã chứng kiến sự phục hồi mạnh mẽ mặc dù các văn phòng ở Manila vẫn đóng cửa, trong khi lượng kiều hối của người lao động ở nước ngoài chứng kiến sự phục hồi đáng kể, chủ yếu do công nhân Philippines ở nước ngoài có thể đã tiếp tục làm việc do các nước sở tại mở cửa trở lại nền kinh tế. Có những ngành đã được hưởng lợi từ đại dịch đã chứng kiến sự tăng trưởng theo kiểu tôi và chưa bao giờ thực sự giảm, theo báo cáo. Các phân khúc này bao gồm bán hàng siêu thị và thương mại điện tử, nhà sản xuất găng tay, dược phẩm và sàn giao dịch chứng khoán. Các nhà sản xuất găng tay ở Malaysia và Thái Lan đã là những người chiến thắng rõ ràng trong bối cảnh nhu cầu toàn cầu về thiết bị bảo vệ cá nhân tăng vọt, trong khi các nhà sản xuất dược phẩm của Singapore nhận thấy nhu cầu tăng vọt khi các chính phủ và công ty trên toàn cầu giữ trữ thuốc và thực phẩm. Vào năm 2021, sự phục hồi của ASEAN có thể bắt đầu mạnh mẽ khi một loại vaccine được phổ biến rộng rãi hơn, theo báo cáo.